Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em môn tiếng Việt. Chủ điểm: ông bà yêu quý. Bài 3: bà nội, bà ngoại, tiết 4, câu 3 và 4, trang 68. Từ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm. Câu kiểu ai thế nào? Trước khi vào bài học, cô mời các em cùng khởi động qua bài hát Cả nhà thương nhau. Cô trò chúng ta cùng bước vào hoạt động luyện từ. Bài tập 3: tìm quả, chứ từ ngữ không cùng nhóm trên mỗi cây. Các em thấy có hai cây táo, một cây táo đỏ và một cây táo xanh. Cây táo đỏ chứa các từ ngữ ông bà, dạy bảo, khuyên nhủ, chăm sóc. Còn cây táo xanh chứa các từ ngữ kính yêu, thương yêu, quý mến và đá bóng. Như vậy, các em hãy quan sát thật kỹ các từ trên mỗi cây táo và tìm quả chứa từ ngữ không cùng nhóm. Các em hãy bấm dừng video và thực hiện bài tập 3 đi nào. Bây giờ cô sẽ sửa bài. Các em thấy ở cây táo đỏ, các từ ngữ dạy bảo, khuyên nhủ, chăm sóc là những từ ngữ chỉ hoạt động. Còn từ ông bà là từ ngữ chỉ người, là từ chỉ sự vật. Vậy từ ngữ không cùng nhóm trên cây táo đỏ là từ ông bà. Còn ở cây táo xanh, các từ kính yêu, thương yêu, quý mến là từ chỉ hoặc là từ chỉ tình cảm. Còn từ đá bóng là từ chỉ hoạt động. Vậy, từ đá bóng là từ ngữ không cùng nhóm trên cây táo xanh.
Cô mời các em đọc lại các từ ngữ không cùng nhóm ở bài tập 3. Cô chúc mừng các em có kết quả đúng. Cô trò chúng ta cùng bước sang hoạt động luyện câu. Bài tập 4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. A. Sắp xếp lại các từ ngữ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành câu mới. Con cháu chăm sóc ông bà. Cháu thương yêu ông bà. Cô có câu mẫu. Mẹ yêu con. Bây giờ, các em hãy quan sát mẫu. Cô sẽ xếp từ mẹ đứng sau và xếp từ con đứng trước. Cô sẽ có câu. Con yêu mẹ. Tương tự như vậy, cô mời các em xếp lại các từ ngữ trong hai câu. Con cháu chăm sóc ông bà. Cháu thương yêu ông bà. Để tạo thành câu mới. Các em hãy bấm dừng video và thực hiện bài tập 4A. Bây giờ cô sẽ sửa bài. Cô sẽ xếp từ con cháu đứng sau và từ ông bà đứng trước. Vậy cô có câu, ông bà chăm sóc con cháu. Tương tự như vậy, cô xếp từ cháu đứng sau và từ ông bà đứng trước. Cô có câu, ông bà thương yêu cháu. Cô mời các em cùng đọc lại các câu nào. Cô lưu ý khi chúng ta sắp xếp các từ ngữ để tạo thành câu mới thì đầu câu chúng ta phải viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Cô chúc mừng các bạn đã có kết quả đúng. Và chúng ta cùng bước sang bài tập 4B. Đặt một hai câu nói về tình cảm gia đình. Để thực hiện bài tập 4B, các em sẽ sử dụng các từ ngữ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm trong gia đình để đặt câu. Chẳng hạn như các từ ngữ yêu thương, quan tâm, chăm sóc, kính yêu, dạy bảo, vân vân. Và cô mời các em cùng quan sát những câu gợi ý của cô. Cô có câu bố mẹ chăm sóc con yêu thương bố mẹ, ông bà dạy bảo con cháu, cháu kính yêu ông bà. Và cô mời các em suy nghĩ và đặt câu. Cô hy vọng các em sẽ đạt được những câu thật hay và có ý nghĩa. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng bước sang hoạt động vận dụng với tên chơi trò chơi xây nhà. Nói và viết tên những người thân trong gia đình em. Các em thân mến, khi các em nói và viết tên đúng một người thân trong gia đình em thì sẽ có thêm một viên gạch. Ví dụ như dì Hoa, chú Bình, vân vân. Và các em lưu ý tên riêng thì chúng ta nhớ viết hoa. Bây giờ các em hãy nói và viết tên những người thân trong gia đình mình đi nào. Các em hãy bấm dừng video và thực hiện hoạt động vận dụng. Nói và viết tên những người thân trong gia đình em. Cô xem các bạn có bao nhiêu viên gạch để xây nhà nha. Cô thấy các bạn có viên gạch thứ nhất là ba Châu. Viên gạch thứ hai mẹ Mai. Mợ Thư. Cậu Vinh. Dì Ánh. Chú Sơn. Thím Lan.
Anh Long, chị Hoa, em Bình. Cô thấy các bạn có rất nhiều viên gạch để xây nhà rồi đấy. Bây giờ các em hãy góp các viên gạch lại để cùng xây ngôi nhà nha. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em học tập tốt. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.